Nào, hãy cùng khám phá vì sao Vô Vi Nam là môn võ bạn cần ngay lúc này. Đầu tiên, Vô Vi Nam sở hữu hệ thống kỹ thuật vô cùng đa dạng. Từ đòn đánh, đòn vật, mỗi chiêu thức đều được thiết kế tỉ mỉ, không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ hiệu quả trong thực chiến. Thứ hai, Vô Vi Nam có bề dày lịch sử hơn 84 năm, được sáng lập vào năm 1936. Điều này chứng tỏ tính hiệu quả và sự phát triển bài bản của môn võ này. Thứ ba, tập luyện Vô Vi Nam là cách tuyệt vời để nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai và sức bền của bạn. Không những thế, bạn còn rèn luyện được tính kỷ luật, kiên nhẫn, cùng khả năng tập trung và quan sát. Thứ tư, Vô Vi Nam cực kỳ hữu ích cho việc tự vệ trong đời thực. Không chỉ là những màn biểu diễn, các kỹ thuật này sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Và cuối cùng, Vô Vi Nam vun đắp những phẩm chất quý giá như lòng khoan dung, khiêm nhường, tôn trọng và kiên nhẫn. Những kỹ năng không chỉ dừng lại trong võ đường mà còn theo bạn suốt cuộc đời. Vậy còn chờ gì nữa?